Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin ông Trịnh Văn Quyết FEC bị bắt có phải vì thao túng thị trường chứng khoán hay không. Sau 2 ngày dư luận ồn ào đồn đoán, báo chí nhà nước kẻ đấm người xoa chuyện tạm hoãn xuất cảnh khởi tố. Thị trường chứng khoán đã rung lắc, cổ phiếu của FEC nằm sàn la liệt. Chiều ngày 29 tháng 3, báo chí đồng loạt đưa tin theo Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty tập đoàn FEC về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Tác giả Gió Bắc đã có bài trình bày trên Đài Tiếng Nói RFA với tựa đề ông Trịnh Văn Quyết FEC bị bắt có phải vì thao túng thị trường chứng khoán hay không. Đây là hình ảnh chủ tịch FEC Trịnh Văn Quyết cũng như rất nhiều đại gia khác của Việt Nam hiện nay. Con đường làm giàu của ông Quyết khởi đầu và kết tụ từ đất đai, mồ hôi, nước mắt và số phận bi thảm khốn cùng của hàng vạn người dân Việt Nam rơi vào vùng dự án, là bao tài nguyên môi sinh bị tàn phá để xây nên những resort, khu vui chơi, giải trí, du lịch. Trong nền hành chính nổi tiếng chỉ trệ và tham nhũng, những dự án thần tốc của ông Quyết chắc hẳn phải tiêu tốn hàng núi tiền để bôi trơn. Cao tay hơn những đại gia khác, ông Quyết học luật, từng làm luật sư nên còn có thêm chiêu trò lách luật, xé luật để làm giàu trong lĩnh vực tài chính. Thâu tóm các doanh nghiệp có chút tiếng tăm, đánh bóng thương hiệu, dùng thủ thuật tài chính, nâng giá khống lên cả chục lần, rồi sang bán, sát nhập. Việc bán chui cổ phiếu, thao túng thị trường, ông đã từng làm và từng bị đổ bể vào năm 2017, nhưng chỉ bị phạt nhẹ nhàng trên 100 triệu đồng do và chiếm đoạt ngon ơ hàng 100 tỷ đồng. Việc ông Quyết bị bắt giam làm nhiều người mừng rỡ, hy vọng vụ này sẽ là án lệ, án mẫu để làm trong sạch thị trường chứng khoán, xóa bỏ tình trạng thao túng tiêu cực. Có người còn ca ngợi sức mạnh của lò, củi tươi chừng mấy còn cháy được, thì lo gì tham nhũng. Tuy nhiên, cũng có một số thông tin, sự kiện ban đầu cho thấy việc khởi tố bắt tạm giam Trịnh Văn Quyết không vì làm thị trường chứng khoán lành mạnh, mà vì động cơ khác. Tội danh thao túng chứng khoán chỉ là một cái cớ. Đây là hình ảnh cảnh sát thu giữ các tài liệu vật dụng liên quan tới sai phạm của ông Trịnh Văn Quyết. Việc ông Quyết bán chui 75 triệu cổ phiếu bị đổ bể từ tháng 3 năm trước, vào ngày 18 tháng 1, Ủy ban chứng khoán đã xử phạt mức khung vi phạm với số tiền là 1,5 tỷ đồng, buộc phong tỏa cổ phiếu 5 tháng. Trước đó đã vô hiệu hóa giao dịch, buộc hoàn trả lại tiền cho người mua. Ông Quyết đã mau mắn, ngoan ngoãn chấp hành. Theo luật tố tụng hình sự, nếu muốn khởi tố vụ án, hành vi đã bị xử lý phạt hành chính, Ủy ban chứng khoán nhà nước phải ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt trước đây và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra. Thế nhưng trên thực tế, hệ thống truyền thông nhà nước Việt Nam không hề có thông tin nào về việc hủy bỏ này. Ngược lại, mới đây vào ngày 25 tháng 3, Ủy ban chứng khoán nhà nước lại tiếp tục ông Trịnh Văn Quyết phải trả khoản tiền phạt 500 triệu đồng về hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố. Với việc xử phạt như vậy, Ủy ban chứng khoán nhà nước vẫn đang xác nhận vi phạm của ông Quyết trong hoạt động chứng khoán vẫn còn nằm trong mức vi phạm hành chính. Hơn thế nữa, cách khởi tố và thời điểm khởi tố rất là nhạy cảm. Vậy ông Quyết bị bắt có phải vì thao túng thị trường chứng khoán như Bộ Công an đã công bố hay không là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh vào ngày 27 tháng 3, Facebook Trương Huy San đăng hình ảnh cận cảnh ông Quyết ngồi ăn mì tôm về mặt thất thần và viết status ngắn ngủi rằng mì tôm Nội Bài lúc này chưa quá tệ. Cụ tổng chủ lò đã ra phương châm ném chuột không được vỡ bình. Theo ý cụ là bắt tham nhũng không được làm hư hao cái đảng yêu quý. Lẽ ra cách bắt chuột chứng khoán, làm trong sạch nó cũng phải giữ cho cái bình chứng khoán đỡ sức mẻ. Từ thông tin của các Facebook, tín hiệu cho biết cú gọi hồn vào giữa đêm 27 tháng 3, cơn bão truyền thông dấy lên trên mạng xã hội, lan ra báo chí thành cuộc tranh luận lao xao, mại nhau, chí chóe, ông Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh, bị tạm giam, chưa bị tạm giam, các thông tin cứ thế lẫn lộn. Thị trường chứng khoán bị rung lắc, cổ phiếu của FEC lại nằm sàn. Chưa ai biết được sau khi thông tin ông Quyết bị khởi tố,
ra thị trường chứng khoán sẽ bốc hơi bao nhiêu ngàn tỷ đồng. Việc khởi tố bắt giam tội phạm mà đa số người dân đều biết, đều căm ghét thì hết sức chính danh, lẽ ra phải được thông tin chính thức, nhanh chóng, minh bạch và có một nhà nước pháp quyền đàng hoàng. Nhưng không rõ vì sao lại được công bố rò rỉ, từ từ và hết sức mù mờ suốt 2 ngày. Đầu tiên vào lúc 21:30 ngày 27 tháng 3, Facebook Trương Huy Sang đăng cận cảnh ông Quyết ngồi ăn mì tôm, vẻ mặt thất thần và status ngắn ngủi mì tôm Nội Bài lúc này chưa quá tệ. Cùng thời điểm ấy, Facebook của nhà báo Phạm Việt Thắng cũng đăng một status trên nền đen rằng ai lũng đoạn thị trường chứng khoán cũng cần phải hình dung luật. Ngoài quyển sách Bên Thắng Cuộc, ông Trương Huy Sang nổi tiếng là cây bút dự báo chính xác những vụ bắt bớ bí ẩn tầm cỡ của cung đình, từ vụ Trịnh Xuân Thanh, Trần Bắc Hà, vân vân. Tương tự, Phạm Việt Thắng cũng nhiều lần dự báo chuông gọi hồn ai. Khi hai con cú gọi hồn xong kiếm hợp bích vào anh Quyết thì lập tức cộng đồng náo động. Ngày 28 tháng 3, các cổ phiếu có nguồn gốc FEC rớt giá thê thảm và bị bán ra ồ ạt. Đây là hình ảnh thông báo của Bộ Công an Việt Nam về việc bắt giữ ông Trịnh Văn Quyết. Báo Thanh Niên đã đưa thông tin lấp lửng rằng thực hư chuyện tỷ phú Trịnh Văn Quyết, chủ tịch FEC bị tạm hoãn xuất cảnh. Báo dẫn lời một lãnh đạo cơ quan điều tra của Bộ Công an cho biết thông tin ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giam là thất thiệt, không chính xác. Cơ quan điều tra của Bộ Công an cũng đã cử người xác minh, truy tìm thông tin, cho rằng cơ quan này đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông chuyện Trịnh Văn Quyết. Dư luận bàn tán càng ầm ĩ, báo táp với cổ phiếu chứng khoán càng tăng nhiệt. Trưa ngày 29 tháng 3 năm 2022, tờ báo Việt Nam Express đưa tin cổ phiếu FEC vẫn trắng bảng bên mùa. Trước đó, chốt phiên 28 tháng 3, nhóm FEC là tâm điểm chú ý khi giữ trạng thái trắng bảng bên mùa và khối lượng dư bán giá sàn của nhóm này đến cuối phiên xấp xỉ đến 140 triệu cổ phiếu. Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin Ukraine phản công thất bại đang phà vào gáy Putin. Theo dự định của ông Tổng thống Nga Putin thì ông ta sẽ thôn tính Ukraine trong khoảng thời gian rất ngắn. Tuy nhiên đến giờ đã hơn một tháng mà vẫn chưa chiếm được gì. Ukraine không dễ chiếm như ông ta tưởng. Quân đội Ukraine đã chống trả quyết liệt và quân đội Nga dù được mệnh danh là quân đội hùng mạnh số 2 thế giới cũng không thể làm gì được. Ban đầu Ukraine phòng vệ, tuy nhiên việc phòng vệ hơn tháng nay xem như đạt được mục đích đáng kể. Mà khi đã phòng vệ được thì không lý do gì không phản công nếu điều kiện cho phép. Và chuyện gì đến, nó đã phải đến. Mới đây, trên các kênh truyền hình Reuters, Fox News, New York Post đã đồng loạt đưa tin vui. Đó là một căn cứ quân sự nằm trong lãnh thổ Nga đã bị tập kích. Và đó là đòn hỏa lực từ phía Ukraine, chứ không phải từ đâu khác. Hãng tin Reuters và hãng tin nổi tiếng thế giới đã giật tít rằng Ukraine lần đầu tiên trả lũa đánh thẳng vào căn cứ quân sự trong lãnh thổ của Nga. Trong khi đó, tờ báo New York Post của Mỹ thì đưa tin các lực lượng vũ trang Ukraine được cho là đã nã đạn vào một căn cứ quân sự của Nga nằm trong lãnh thổ của Nga. Nếu vụ việc này chính xác, thì đây là lần đầu tiên Ukraine tấn công trả đũa quân Nga ở bên kia biên giới. Đây là hình ảnh Ukraine đang phản công dữ dội. Thật ra, việc Nga bị tấn công thì đối tượng đó là không ai khác, chính là phía Ukraine. Tuy nhiên, hiện phía Ukraine chưa bình luận gì về thông tin này. Đó được xem là phản ứng khôn ngoan. Những thông tin mà dễ làm cho Putin nổi giận thì phía Ukraine không cần phải thêm dầu vào lửa. Những trang tin uy tín trên thế giới đưa tin như thế, thì gia đình quân nhân Nga đang tham chiến Ukraine sẽ có tác động rất lớn. Họ tác động vào con em của họ và từ đó tinh thần chiến đấu của quân Nga sẽ đi xuống. Khi hàng ngày, hàng giờ họ nhận được những cuộc gọi, được hình ảnh từ Ukraine gọi về nơi con em của họ đã chết, bị thương hoặc đã bị bắt làm tù binh. Được biết, hỏa lực được cho là từ phía Ukraine đã bắn trúng một căn cứ quân sự tại địa điểm gần thành phố Belgorod, Nga, nằm cách thành phố Kharkiv của Ukraine khoảng 50 dặm, tức là 80 km, gần biên giới với Nga, nơi trong những tuần gần đây liên tiếp bị các lực lượng vũ trang Nga sử dụng hỏa lực mạnh tập kích. Một đoạn video chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại hình ảnh được cho là vụ tấn công này khiến đạn nổ dữ dội, mặc dù nguồn gốc của vụ nổ chưa được xác nhận. Có 4 người được ghi nhận đã bị thương trong vụ nổ này.
Hãng tin Mỹ Reuters cũng dẫn nguồn từ hãng thông tấn xã TASS của Nga cho biết đã xảy ra một vụ tập kích hỏa lực vào căn cứ quân sự lâm thời của Nga gần biên giới với Ukraine vào cuối ngày thứ Ba 29 tháng 3, tức rạng sáng ngày 30 tháng 3 năm 2022, theo giờ Việt Nam. Nguồn tin của thông tấn xã TASS cho biết các dữ liệu ban đầu cho thấy hỏa lực từ vụ tập kích này được bắn đi từ phía Ukraine. Trước đó, hãng tin Nga dẫn thông báo của một quan chức cấp cao địa phương ghi nhận loạn vụ nổ bên ngoài thành phố Bekhor gần biên giới với Ukraine. Video được hai kênh truyền thông địa phương ở Bekhor chia sẻ cho thấy có loạn nổ. Tuy nhiên, hiện hãng Reuters cũng chưa thể xác minh được vụ việc này. Hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời tuyên bố của cơ quan tình trạng khẩn cấp cho biết đã có 4 người bị thương trong vụ tấn công nói trên. Và thương vong ở phía Nga là bao nhiêu là câu hỏi cũng được đặt ra. Từ đầu cuộc chiến, sự công bố thiệt hại về nhân mạng đều được đưa ra từ phía Ukraine chứ không phải là từ phía Nga. Tuy nhiên ngày 26 tháng 3, đài CNN Mỹ đưa tin Bộ Quốc phòng Nga hôm 25 tháng 3 công bố con số thương vong mới nhất của quân đội nước này trong cái gọi là cuộc chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đấy là lần đầu tiên kể từ sau ngày 2 tháng 3, phía Nga chính thức công khai số binh sĩ thương vong ở Ukraine. Thực tế, phía Ukraine báo tin cho Nga mất hơn 16.000 quân, nhưng phía Nga không lên tiếng thừa nhận. Tuy nhiên, con số phía Nga đưa ra vào ngày 25 cho biết nước này đã mất 1.351 quân nhân và 3.825 binh sĩ bị thương từ ngày 24 tháng 2 tới đến ngày 25 tháng 3. Vậy tính ra mỗi ngày có 44 lính Nga đã phải bỏ mạng tại chiến trường Ukraine. Theo thú nhận của Cục trưởng Cục tác chiến của Tổng tham mưu quân đội Nga, tướng Sergei, thì cho đến nay đã có 1.351 người thiệt mạng, 3.825 người bị thương. Nhà nước sẽ hỗ trợ các gia đình nuôi dạy con em họ ăn học, hoàn trả đầy đủ các khoản vay và giải quyết vấn đề nhà ở cho gia đình họ. Tướng Roskoy cũng cho biết rằng quân đội Nga đã nhận được một số lượng lớn đơn xin nhập ngũ của công dân Nga, trong đó bày tỏ nguyện vọng được chiến đấu ở Ukraine. Đây là hình ảnh quân đội Nga thiệt hại nặng ở Ukraine. Con số ước tính của Mỹ, Ukraine và NATO và các thiệt hại của quân Nga lớn hơn rất nhiều so với những con số kể trên. Hôm 24 tháng 3, hai quân sự cấp cao của NATO ước tính số binh sĩ Nga đã thiệt mạng trong chiến dịch ở Ukraine là 7.000 đến 15.000 người. Tương tự, các quan chức Mỹ ước tính là cũng 7.000 đến 14.000 người đã chết. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vào ngày 25 tháng 3 thông báo rằng phía Nga đã mất khoảng 16.100 binh sĩ. Trước đó, vào ngày 2 tháng 3, Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết nước này đã ghi nhận 498 binh sĩ thiệt mạng tại Ukraine và 1.597 người bị thương. Cũng trong họp báo ngày 25 tháng 3, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor, đã khẳng định rằng lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt cho đến khi hoàn tất tất cả các nhiệm vụ được giao. Đây là hình ảnh ông Tổng thống Nga Putin đã hết bài để tính toán cho con đường chiến thắng. Quân Nga đã trả giá quá lớn cho sự xâm lược, và cho đến hôm nay khi mà các quân nhân Ukraine đã bắt đầu phản công, thì điều đó cho thấy quân Nga có thể thiệt hại nhiều hơn nữa, nhưng lại không chiếm được gì. Đây là sai lầm rất lớn của ông Putin. Mạng dân của Nga đã được ông Tổng thống độc tài này đem nướng trên ngọn lửa chiến tranh, để rồi không mang lại kết quả gì. Cuộc chiến phi nghĩa phục sự sự điên cuồng của người bắt hàng ngàn sinh mạng phải trả giá. Đấy là tội ác không thể dung thứ. Và lời tội ác thiên cổ về lịch sử nhân loại gây tởm.